Dù có trời mưa mà tôi nói ông là tôi nói ông ổng đi ra nữa mà. Hả? Sao ông đi ra lụm cá lụm lương trời? Ở đâu mà lụm? Mưa nè, cá lương nó lên quá trời mà. Anh làm giống như mình đang ở trong rừng Amazon á, mưa xuống cá nó tha hồn rồi bác. Đù. Vậy là ông không biết rồi. Dạ. Cái chỗ mà ngay chỗ mà cái đường mà có cái đường mưa mà cống thúi không biết không? Ừ. Chỉ có hơi gọi là trời mới cái chuyển mưa thôi nha. Ếch kêu rồi. Ừ. Đó. Cái khi mà tôi mới đầu mua hai con lương này á là bắt đầu tôi nghe trời chuyển mà tôi mới nghe đi ngang đó mới nghe ếch kêu. Chắc chắn cái đó có ếch. Thì đương nhiên ếch nó ở trong đó nó mới kêu. Đúng rồi. Chỗ nào mà ếch ở chắc chắn có lương mà có cá. Ừ. Mà ông thấy một khi mà thời tiết mà đang oi bức mà mưa xuống, đương nhiên cá, lương, ếch hoặc là cái con gì ở dưới nước chắc chắn nó sẽ mừng. Đúng rồi. Mà khi nó mừng đi đâu? Mừng nó bơi lên. Đúng không? Cũng y như người Việt Nam mình cũng vậy. Thí dụ như một trận SEA Games hay là một trận World Cup gì đó. Ừ. Nếu dụ một cái đội của mình thắng thì mình đi đâu? Ra đường. Đúng rồi. Thì cá nó cũng vậy. Đúng rồi. À. Người dân mới đúng. Ngày thường thì đi ngang quả làng không thấy cá sinh đâu hết. Tự nhiên lễ Tết, ngày lễ, ngày đùa một cái hùng hô gì là thấy toàn ở đâu, thấy toàn cái sinh không à đó. Ở đâu ra mà nhiều thế không biết à. Sao ngày thường không thấy ở đâu hết. Ngày thường đi làm không thận. Thường không biết ở đâu hết. Bắn hướng nào hết đó, tự nhiên ngày lễ, ngày đùa ngay là một ngày trọng đại vậy thấy trời ra đường toàn cái sinh không. Tôi nói ông á, gái sinh ở trong cái khu mình nó hiếm lắm. Hiếm là do anh chưa đến ngày mừng ngày lễ chưa ra thôi. Chứ bây giờ nó đang ở trong nhà nó theo thùa rồi. Đồ vậy là 30 tháng 4 này mình ra mày đó. Rồi thấy gái sinh không à? Có dư không ta? Dư không biết có dư không, dư kim đại xem có thể. Ví dụ tôi hỏi không, mình nói cái vấn đề này dễ giải nè. Thí dụ cho cái làng mình đi. Ừ. Mình nói cái làng mình thôi nha. Ba thằng thanh niên. Ừ. Mà trong khi đó gái nó tới 5 lận. Đúng rồi. Thì chắc chắn phải dư 2. Thế không thấy gái đâu ra hết. Ủa sao kìa? Anh đã quên ở nhà nấu cơm rồi, nó không ra đâu. À thì nó dư 2 chắc chắn là mình hỏi số lượng. Ủa vậy chứ ba thì ba thằng thanh niên đi. Ừ. Mà năm gái thì chắc chắn dư 2 rồi đúng không? Chẳng lẽ dư 2 được 2. Đúng rồi. Đó anh thử là. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Đó. Tôi mới gọi là nãy giờ nói lạc đề. Ủa lạc đề hả? Lạc đề quá, lạc đề luôn rồi. Không có con lương mà chạy quá xa rồi. Tại vì ông nói gái à. Tôi mới hỏi chứ thực tế này là lương tôi mua. Đó. Hai con. Ừ, hai con. Nấu lẩu. Đó. Lương nuôi à? Nuôi chứ giờ lương đâu có không thằng. Bây giờ lương nuôi có gì đâu mà lựa ta. Hả? Thà lương đồng, lương nuôi mình có thể mình biết được lương đồng, lương nuôi chứ lương nuôi có gì đâu mà lựa. Thì con nào cũng chả như con nào. Sao ông nói vậy ta? Nói gì kỳ ta? Bây giờ tôi hỏi ông giờ con nào cũng như con nào. Ví dụ như con mà xuất da nè. Ừ. Chóc vẫy nè. Hoặc là con bị đứt đuôi hay đứt đầu này nọ. Ông lựa con nào? Lựa con lành ăn rồi. Thì đó thì phải lựa chứ không lựa chứ được chứ. Nhưng mà lựa đó ý là em kêu lựa mà cái cấu trúc thịt của nó đó ngon hay dở. Ủa chứ liên quan tới trúc thịt non đồng dở giờ thằng đồ động đâu có. Thì nhận đồ nuôi. À thì đồ nuôi nó cũng. Nhưng mà trong cái đồ nuôi lại có đồ ngon đồ dở. Tôi thấy là con mập là dở là ngon à. Không, trong đồ nuôi á cũng có con ngon con dở. Cua bây giờ cua nuôi không á thì chúng ta phải lựa có con mập con ốm con chắc thịt con không chắc thịt. Đúng lương nuôi đúng. Cũng vậy thôi, cũng có con ngon và con dở cho nên là phải lựa. Sao lựa lựa sao? Hử? À cũng y như mình lựa gái đẹp hay sao phải lựa. Đó. Muốn ngon là phải lựa. À ok vậy em chia sẻ cho nè. Ừ. hai con đúng. Mọi người đi mua lương á, ôi lương nuôi có gì đâu mà lựa, nó cũng là ăn cám ăn đồ thôi. Nhưng mà mặc dù là nuôi thì nuôi nhưng vẫn có con ngon và con không ngon. Nó cũng cùng một chỗ ra mà ta. Nhưng mà có con này con kia à, con già hơn và con non hơn à. Như thế này, mọi người đi lựa lương á, ngoài lương nuôi á, mọi người cái lưng nó thì nhìn nó như nhau, nó ná như nhau. Nhưng mà em khuyên mọi người á, lựa con nào lưng nó màu nâu. Lưng nâu. Ngửa cái bụng ra nó màu vàng. Con nào nó càng đậm thì con đó càng ngon. Nghĩa là cái lưng mà nó càng đậm nâu. Nâu chứ không phải là đen. Con này là xám nè. À xám. Anh sát hai lưng anh thấy rõ luôn nè. Không, hai cái lưng khác mà. Lưng con này là lưng xám nè. À. Con này nó hơi nâu nâu là con này nó sáng sáng hơn, con này nó đen hơn nè. À. Lựa con nào á nó màu nâu và ngửa bụng lên á nó màu vàng. Con nào vàng càng đậm thì nên mua con đó. Đồ anh mua con này là ok nè, con này là con ngon nhất
trong đám lươn nuôi. Con này là con dở nhất trong đám lươn nuôi. Con này nó sẽ dai thịt, con này nó sẽ bở thịt, chứ con này nó đỡ mùi hôi, con này nó rất là hôi, tanh cái mùi lươn nuôi. Ủa là sao, tôi chưa hiểu lắm. Lươn nuôi thì nó có cái giá của lươn nuôi, cũng có con ngon con dở. À, nghĩa mà gọi là cách lựa mà con lươn nó như thế nào, gọi là chắc thịt và ngon này nọ đúng không? Đúng rồi. À, nhưng mà con này á, nhưng mà nó càng ngắn càng ngon nữa. Tôi thấy nó cũng dạng bạc bằng nhau mà ta. Ý em nói là, nhưng mà anh chọn cái mẫu như thế này rồi á, nhưng mà con này thuộc dạng mà nó càng mà ngắn á, và giống như là cái con người lùng vậy á, là con nó càng ngon nữa. Nghĩa là nó chắc thịt đúng không? Đúng rồi. Đủ mà tính ra cái gì cũng phải lựa nè. Đúng rồi. Bây giờ chia sẻ lại mọi người nè. Mọi người đang trong một cái thâu lươn nuôi ở ngoài chợ, thì mọi người sẽ cầm lên, thì mọi người nhìn mã mẫu mọi người thấy rồi, con nào nó màu nâu như thế này nè, đó, thấy màu nâu như thế này, con này là màu hồng không có nâu. Là mọi người sẽ chọn con này, cái là cái nước đầu tiên. Cái thứ hai, mọi người ngửa cái bụng nó lên, mọi người thấy cái con lươn nào á nó càng vàng như thế này á thì mọi người hút ngay. Cái con nào mà nó trắng tinh như thế này á, mọi người để lại cho người sau mua. Tại vì cũng ý ông nói là cái lươn mà nó vàng là em lươn đồng nó vàng nha, bụng vàng mấy. Đúng rồi. Lươn đồng vàng lắm, mà lại cái lưng của nó là lúc nào nó cũng nâu đen hết rồi. Đúng rồi. Ý là ông nói là cái con này nó còn gọi chưa thuần chủng đúng không? Không biết thuần chủng nhưng mà cái mẹo như vậy. Tại vì em ăn 100 con hết 99 con kiểu này nó ngon. Con kiểu này ăn nó thịt nó bở với lại nó hôi, giống như là từ không ngon đi. Nói chung ngon và không ngon á. Đúng rồi, nó là như vậy đó. Đúng rồi, tính ra cái gì cũng phải lựa hết rồi. Chứ anh mua lương ký bao nhiêu? Mắc chớ, ký mắc lắm á. Ký nhiều à? Ký gì trăm mấy hả? Không biết. Hai con này là với thêm một con tôm nữa là trăm mấy á. Trăm mấy, tính ra một con lươn là gần 90 ngàn đó là phải mắc rồi. Từ mắc là chúng ta phải lựa, mua là phải lựa. Ok đó, thế này là ok rồi. Vậy là con này nó dở đúng không? Con này là thịt ăn thì ăn vẫn được, nhưng mà nó dở hơn con này. Con này thì rất là ngon rồi. Ngước cái lươn bụng lên thấy người màu nó vàng đỏ chét nè, là guốc con này liền, con này rất là ngon luôn. Vậy là con này đem thả hả? Con này thả đi chứ làm gì, nhà anh có hồ mà anh thả đi. Thả đi chứ ăn đúng không? Vậy đem thả đi, con này mình làm thịt con này thả ha. Đó, ok, em chia sẻ mọi người đây là cách đơn giản để mọi người lựa mua lươn đồng làm sao để mọi người biết lươn nào ngon và lươn nào dở. Cái này là có uy tín cho mọi người luôn. Đó, chị em nội trợ lại biết thêm một cái mẹo nữa nha. Chúc chị em nội trợ luôn luôn có một bữa ăn ngon cho gia đình.